Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, chúng ta đều biết sống ở trên đời có làm thì mới có ăn. Vạn điều tốt đẹp may mắn đều phụ thuộc vào thực lực, sự chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. Vậy nhưng ở ngoài kia, vạn sự đều khó lường. Các cụ vẫn nói, thời vận không thông, mưu cầu vô ích. Luôn có những vận hạn từ ngoại cảnh tác động đến ta, từng ngày từng giờ khiến cho cuộc sống của nhiều người trở nên bế tắc và sầu bi. Thế nhưng, không ít người trong số chúng ta đúng vào ngày này lại có cơ hội lội ngược dòng, biến nguy thành an, đổi vận giàu sang phú quý chỉ sau một đêm. Chuyện không làm mà vẫn có ăn là có thật với họ. May mắn ở đâu bỗng nhiên ùn ùn kéo đến với những con sát này. Công việc hanh thông thuận lợi, được bạn bè giúp đỡ. Đầu tư kinh doanh thì làm đâu chúng đó. Thậm chí một số người mua vé số chơi chơi, ai ngờ chúng thật. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để biết được đó là những con sát nào và mình có nằm trong những con sát may mắn này hay không nhé. Con giáp may mắn đầu tiên đó là những người tuổi Thìn. 1. Tuổi Thìn. Các nhà tử vi chiêm tinh học cho biết, cục diện nhị hợp giúp người tuổi Thìn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Bạn nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp nên công việc nào cũng tiến triển thuận lợi. Với người làm ăn, hôm nay là ngày thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác. Nếu đã kiểm tra kỹ các điều khoản thì đôi bên nên nhanh chóng kết hợp, chắc hẳn sẽ sớm thu về một khoản tiền rủng rỉnh. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà lơ là chuyện nghỉ ngơi hoặc ăn uống khoa học. Đến lúc hối hận thì đã muộn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Con giáp thứ hai hưởng lộc trời ban đó là những người tuổi Sửu. 2. Tuổi Sửu. Theo là số tử vi của những người tuổi Sửu cho thấy, nhờ tam hợp phù trợ, người tuổi Sửu làm việc gì cũng trôi chảy trong ngày hôm nay. Thậm chí dù phải tiếp xúc với những công việc mới, bạn cũng chẳng hề bối rối. Bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, bạn luôn có cách thích ứng nhanh chóng. Với những người có ý định khởi nghiệp, bản mệnh có thể bắt đầu tiến những bước đi đầu tiên. Điều bạn cần làm là tin tưởng vào định hướng của mình. Đừng lùi bước khi phải đối diện với những điều bất ngờ chưa lường trước. Thổ sinh kim, bạn nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các thành viên trong gia đình. Vì thế mà hãy tự tin làm những điều mình mong muốn. Mọi người cũng sẽ luôn giúp đỡ bạn vào những lúc bạn cần nhất. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Con giáp may mắn tiếp theo mà chúng ta xét đến là những người tuổi Ngọ. 3. Tuổi Ngọ. Thưa quý vị, được thiên ấn phù trợ, con đường sự nghiệp của những gia chủ tuổi Ngọ đang ngày càng rộng mở. Bạn biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu để có thể phát huy đúng lúc. Dù công việc có vất vả đi nữa, bạn vẫn cảm thấy tràn đầy động lực. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Bên cạnh đó, lâm vào cục diện hòa khắc kim, người tuổi Ngọ cần phải hiểu rằng, chưa chắc những gì bạn nghĩ là tốt đã thực sự là điều nửa kia mong muốn. Đừng làm mối quan hệ tình cảm bị sứt mẻ chỉ vì thói quen, suy nghĩ áp đặt, muốn nửa kia làm theo ý của mình. Với người còn độc thân, bạn đừng nên quá căng thẳng nếu đến giờ bạn vẫn cô đơn. Cứ giữ những suy nghĩ tích cực và mở cửa trái tim mình, rồi người ấy sẽ xuất hiện một cách bất ngờ. Đó là người gây ấn tượng mạnh mẽ với bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chi tiết từng tuổi như sau, tuổi Giáp Ngọ 1954 mệnh kim chớ nên có những suy nghĩ áp đặt. Tuổi Bính Ngọ 1966 mệnh thủy hãy mở lòng mình nếu muốn đón nhận hạnh phúc. Tuổi Mậu Ngọ 1978 mệnh hỏa đừng khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Tuổi Canh Ngọ 1990 mệnh thổ biết nắm bắt cơ hội và phát huy điểm mạnh của mình. Tuổi Nhâm Ngọ 2002 mệnh mộc tinh thần phấn chấn tràn đầy động lực.
Đó là con giáp may mắn thứ ba. Các bạn có thuộc những con giáp may mắn ở trên hay không? Nếu không thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi xem con giáp may mắn tiếp theo có phải là mình hay không nhé. Tuổi may mắn tiếp theo là những người tuổi Mùi. 4. Tuổi Mùi. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh, nhờ có chính ấn soi đường, người tuổi Mùi làm lãnh đạo, khẳng định được vị thế và quyền uy của mình. Bạn khiến cấp trên tin phục và sẵn sàng đi theo những định hướng đã vạch ra. Tương lai, bản mệnh có thể giúp công ty phát triển nhanh chóng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Bên cạnh đó, nhờ cục diện thổ kim tương sinh nên đường tình duyên của người tuổi Mùi khá vượng trong ngày hôm nay. Nếu đã có đôi có cặp, bản mệnh có thể tìm được nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người ấy, giúp cho tình cảm thăng hoa nhanh chóng. Với người độc thân thì đây chính là thời điểm bạn trở nên vô cùng quyến rũ. Chính nhờ vậy mà bạn dễ nhận được lời tỏ tình từ phía người khác phái. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn hãy cho người đó một cơ hội. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Mùi 1955 mệnh kim, khẳng định được vị thế của mình. Tuổi Đinh Mùi 1967 mệnh thủy, nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh hỏa, hãy cho mình cơ hội được hưởng hạnh phúc. Tuổi Tân Mùi 1991 mệnh thổ, hãy bày tỏ tình cảm với người yêu mến. Tuổi Quý Mùi 2002 mệnh mộc, nhận được sự yêu mến, trân trọng của gia đình. Đó là con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay. Con giáp may mắn tiếp theo là những người tuổi Thân. 5. Tuổi Thân. Phân tích là số tử vi của những người tuổi Thân cho thấy, nhờ có tam hội giúp đỡ, những người tuổi Thân với con mắt tinh đời dễ dàng phát hiện ra các lỗi sai trong công việc để có thể sửa chữa kịp thời. Thậm chí, bạn có thể giúp tập thể tránh khỏi nhiều nguy cơ khiến ai cũng phải nể phục. Người làm nghề tự do được giới thiệu cho những cơ hội kiếm tiền nhanh chóng, nhiều triển vọng nhưng cũng tồn tại những nguy cơ. Hãy cân nhắc xem những công việc đó có phù hợp với bản thân mình hay không trước khi đón nhận. Trong ngày, kim khí vượng như hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về cơ bắp hoặc gân cốt. Bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể mỏi mệt. Người cao tuổi cần chú ý lao động vừa sức. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Thân mệnh thủy dễ nhận ra những sai sót trong công việc. Tuổi Bính Thân mệnh hỏa, hãy cố gắng để gặt hái thành công. Tuổi Mậu Thân mệnh thổ, tìm ra hướng đi mới để giải quyết công việc. Tuổi Canh Thân mệnh mộc, được giới thiệu cho những cơ hội triển vọng. Tuổi Nhâm Thân mệnh kim, hãy chú ý gìn giữ sức khỏe. Con giáp tiếp theo cũng là con giáp may mắn cuối cùng trong ngày hôm nay là những người tuổi Hợi. 6. Tuổi Hợi. Nhờ có chính quan chiếu mệnh, người tuổi Hợi tìm được cơ hội để phát huy khả năng của mình. Bạn gây ngạc nhiên cho người xung quanh và được lãnh đạo khen ngợi, thậm chí dành cho một phần thưởng nóng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những thành công bước đầu mà thôi, vì thế bản mệnh chớ nên vội vàng thỏa mãn. Hãy tiếp tục đặt cho mình những mục tiêu cao xa hơn, vì bạn hoàn toàn có thể xứng ở một vị trí xứng đáng hơn hiện tại. Kim sinh thủy, với những người đã có đôi có cặp, đây vẫn là khoảng thời gian ngọt ngào mà hai bạn muốn tận hưởng mãi mãi. Dù cuộc sống gia đình khó tránh khỏi những xung đột, nhưng nhờ tình yêu đủ lớn nên đôi bên luôn bao dung, tha thứ cho nhau. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tuổi Ất Hợi 1995 mệnh hỏa, gây ngạc nhiên cho mọi người xung quanh. Tuổi Đinh Hợi 1947 mệnh thổ, nhận được sự tán dương của lãnh đạo. Tuổi Kỷ Hợi 1959 mệnh mộc, chớ vội thỏa mãn với thực tại. Tuổi Tân Hợi 1971 mệnh kim, tận hưởng cuộc sống gia đình ngọt ngào. Tuổi Quý Hợi 1983 mệnh thủy, bao dung với người thân của mình. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé!
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.